Ramos's laptop was badly damaged, but NORAD made a big find. Lork, he moves every 12 hours. But for the next 12, we know exactly where he'll be. A floating industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport. NORAD made the find, and they want him alive. You're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an inspector coordinating the multiple units. Gonna be one hell of a hunt. Big game, but you know what to do. Chim săn mồi. Chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Mình lại tiếp tục con Call of Duty God phiên bản Việt hóa anh em nhé. Quay tập này là mình được điều khiển những chú chim sắt đi săn anh em ạ. Có một cái thông tin mình đang đi chi lùng theo cái dấu vết của thằng bóng ma quá khứ Rocker đây. Trước đây từng là trong biệt đội của bọn mình nhưng mà vì một lý do cá nhân anh ấy trong một lần làm nhiệm vụ bị bỏ mặt. Thế là anh ấy quê ạ, thế là anh em quay lại anh ấy chống đồng đội anh em ạ. Thế là đóng giá ác luôn. Đây rồi. Ui bọc thép này là phải bắn tên lửa này. Mấy chiếc bọc thép này phải bắn tên lửa rồi anh em ạ. Mấy chiếc này thì dễ nè. Đây nè, chiếc này nè. Hai chiếc luôn. Chạy đâu, chạy về căn cứ đúng không? Tụi này nó được trang bị cái tên lửa tầm diệt. Hơi nguy hiểm nhờ. Ê, cái trò tên lửa này ảo quá. Này thì súng phòng không này. Mấy thằng nhóc. Ai dạ. Phải để ý cái cảnh báo tên lửa tầm diệt anh em ạ. Đấy. Ê, mình thấy có tàu nữa kìa. Đồng dữ fan. Ồ cái nóc nhà này nó lì nãy giờ. Này thì chống trả này. An phận đi mấy thằng nhóc. Ôi sao nhiều thế. Ở đâu nó cũng có kìa. Như mình bị dính đạn nãy giờ rồi. Kỳ vậy ta. Mình nhớ mình phòng thủ bằng những cái ấy mà. Tên lửa đánh chặn từ xa mà. Thôi nó vận chuyển được chiếc xe lên đó trời. Đông quá. Đâu. Trời ơi. Bây giờ là tới được mấy chiếc máy bay này nữa. Cái bay nhìn thì chiếc khó bắn anh em ạ. Khó bắn như chúng tôi nè. Trời ơi, sát bên luôn. Ơi sát bên bắn không trúng ta. À. Cái máy bay này tên lửa nằm ở bên cánh anh em ạ, cho nên là canh địch là tí xíu. Học luôn kìa. Học nữa đi. Còn một chiếc nữa. Hai chiếc luôn, nhiều vậy. Có canh vải đây mà.
này thì khó này. À, tiếp viện à, tiếp viện của chúng tôi này. Về cực. Mình tới giờ đi săn rồi mà, dễ gì mình bỏ. Kìa rồi, mình chuẩn bị đáp xuống rồi. Mình có chỗ để đáp rồi anh em ạ, mừng quá. Chắc là mình lia cái chỗ này để mình đáp xuống này. Đây đúng không? Biết ngay mà, phục kích thôi. Phục kích này. Ê, có chừng nó tán vô cái tòa nhà. Sao? Yếu quá, súng lục này yếu quá. Để dành cho những cái trường hợp khẩn cấp thôi em ạ. Kiểu như súng chín hết đạn á. Đồ đạn kìa mấy cha. Trời ơi. Nó cong lên luôn mới ghê chứ, trời ơi, mấy thằng này nó bị điên rồi. Trong đây còn nè. Hình như tụi nó biết ném lựu đạn hay sao ấy. Sợ vãi. Mình nghĩ là tốt nhất mình nên lấy một cây súng khác đi anh em ạ. Mẹ súng lục đù lắm. Trời ơi, chơi canh sẵn luôn. Bén gì vậy? OBG này. Mình quên mất cái vụ thùng phi anh em. Ủa, đâu phải thùng phi hả? Thấy nó đỏ đỏ. Càng thế. Ra đi bạn ơi. Mình đừng có xạo. Này thì giáp, giáp mũ luôn. Mình sẽ chơi móc. Ủa đâu vậy? Ô thằng nào nó bắn gì ghê vậy trời. Đùa hoài anh. Em móc gì mà anh cũng biết luôn. Ảo nha. Ủa? Ủa mới thấy bộ mình chạy vô đâu mà trời. Trời bộ chết mẹ rồi. Ui sao công ẩu với ta. Ủa rõ ràng mình thấy cái thằng bộ mình chạy vô đây rồi mà ta. Nó chết lẹ dữ vậy. Mặc kiếm cái màu áo nào khác được không mấy cha. Cứ xám xám đen đen y nhang nhau à. Chạy đi mấy cha. Má nó đồng thiệt chứ.
Trời ơi, bồ ơi, làm cái gì đi. Thằng này nó bắn Arak quá anh em ạ. Ôi, OGB cơ. Lại OGB ạ. Nó bắn đâu vậy? Tôi ghét những cây súng ít đạn. Bắn chưa đã gì hết là phải thay rồi đi. Vậy trời, cái bio tốc đạn xả đạn, cái tốc độ xả đạn phê quá, nhưng cảm giác hơi yếu nhờ. Ba mươi sáu viên ạ. Trời ơi, băng đỉnh kìa. Có chân, nó lũ đen, lũ đen, lũ đen, lũ đen. Ủa sao nó không chết ta? Sao bồ mình không chết? Ảo vậy? Hóa ra đây là cái thằng máy à? Mẹ. Làm hết cái hồn. Lại máy bay. Ủa sao máy bay này bắn trúng cái chết nổ nhanh vậy? Để mình nhớ mấy cái đầu tiên nó trâu lắm mà ta. Thôi chết rồi bồ mình. Vãi à, dụ tôi lên à. Ẩu rồi, ẩu rồi. Mình không có khói nhờ. Lúc ra mấy cái này mình vừa cháy khói nè. Trời ơi, cứ tôi bật nhắm là tôi dính đạn à. Ảo thiệt. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đây đây đây, rocker đây, rocker đây. Mình tranh thủ mình ngắm cảnh cái. Trời đẹp dữ bay. Ok. Mình đã tấm được cha nội rocker rồi. Federation embraced this heritage, enhancing it with more sophisticated methods. They kept Rourke in a hole for months, feeding him food mixed with the poisons of exotic plants. As they broke down his body, they went to work on his mind. When his mind broke, they went to work on his soul. Oh yeah. They rebuilt what was left, twisting him to their purposes. The process was excruciating and exacting. Rourke was their ghost now. Cơ vậy? Bây giờ tra tấn nó cũng là một cái nghệ thuật rồi em ạ. Phá hoại cả tâm trí lẫn tâm hồn luôn ạ. À, lộn thể xác lẫn tâm hồn. Đó là bậy bạ không? Nhiều rồi, nói nhiều rồi. Ghosts don't break. Now, I'm gonna ask you one more time. Everyone breaks, Elias. Why don't you ask your buddy Ajax? Well, he was still with us. Grab his chair. Grab his chair.
Bring that bastard over here. Thả luôn. Thả không biết bay luôn. Rồi xong, bị phục kích rồi. Lùi thứ quái nào được không cha nội? Quái à, nó lấy một chiếc máy bay khác nó câu máy bay mình luôn à. Man đỉnh quá. Em chịu rồi đó. Trời ơi, giờ tôi đang rơi tự do luôn kìa. Vẫn còn dù anh em ạ. Ý. Ai, té đào nha. Rồi. Bây giờ chúng ta lại chuyển qua chơi chế độ sinh tồn anh em. Đâu? Địch đâu? Vẫn còn bị choáng cơ. Bọn bố đang ở trên đồi. Súng này có súng giảm thanh không vậy? Hình như đông nha. Hướng này hết rồi. Khéo bây giờ mình đi theo này ngon quá chứ nhờ. Hóa ra xuống xuống giảm thanh. Gần thế. Ê, như chơi đuổi bắt anh em ạ. Hết mẹ nó nghe rồi.
Bố ơi, cứu con bố ơi, định mệnh về bố đang ở đâu đây? Vô lý, mẹ súng giảm thanh mà vẫn nghe. Mình đi điêu. Trời, có ai cover tôi không trời? Mẹ tao sợ bọn mày quá cơ. Mẹ mày lại đây. Giết hết. Một bé nè. Hai bé nè, qua đây. Em xin lỗi mấy anh ơi, em giỡn. Rác thế. Clear luôn. Xạo. Rồi đi kiếm bố anh em ạ. Bố gì đâu mà chả thấy ra cứu con gì cả. Phải chạy sắp mặt luôn. Cái con này nó làm mà tới cái động tác chạy tiếu quá ha. Cờ quơ mà thật sự là đi không được nhiêu anh em ạ. Bố ơi là bố, trời ơi tay chạy luôn kìa anh em thấy không? Ủa? Rồi. Hello. Gì giờ phải di chuyển thêm 2 km nữa. Trời ơi, 2 cây số nó mới cha. Mà được rừng nữa chứ. Nó vận chuyển gì nhỉ? Sao không bắn luôn ta? Ủa sao mình không bắn thằng phi công luôn vậy? Này đấy. Có bao nhiêu thằng? Ít mà, chơi đi, trời ơi. Tôi thấy ra có nhiêu thằng đâu ta, sao không chơi luôn. Nhá gì? Mình nó khá lắm hơn mình chỉ cần 20 đứa chứ mấy. Ở từng cha thì mình mới lấy súng lục ra anh em ạ. Bọc đường phải. Đứng sát gì sao mà bọc. Rồi. Đúng game anh em ạ. Trời ơi, mấy anh ơi, em đây nè mấy anh ơi. Ú là la. Mình nghĩ là sắp
nếu như mà những phiên bản sau này mà có độ đầu tư tăng cái độ khó cho game hơn bằng những cái cách giống như này, là mình khi mình muốn đi qua thì địch nó không phải kiểu như là phải đứng sau lưng hoặc là như thế nào, chứ kiểu này mình thấy ảo quá anh em ạ. Game bây giờ cứ phải càng thật càng hay em ơi. Thì cái lúc đó cái yếu tố giải trí nó mới đỉnh á. Trời ơi, tưởng sao địch nó đứng sau lưng mà giờ mới bay vòng vòng. Mà tụi này không biết, các anh em thấy không? Khoảng cách có bao nhiêu đâu. Ủa? À không, máy bay của tụi nó, chứ phải máy bay mình. Vậy nó đang đi kiếm mình nè. Ồ, gì mà mình tưởng máy bay của team mình xuống đón chứ. Gì vậy? Tên lửa hả? Cái cỏ này công nhận ngụy trang hay nha. Trời ơi. Thôi, chạy không nói. À, sao hồi nãy lúc đầu vô mình đi săn mà bây giờ mình bị người ta săn ngược lại vậy trời. Lại chạy thác à. Xì. Rồi ngất ngay con gà quay luôn rồi. Thương mình.